Nhân dân cha và con và thân thờ. Amen. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa công đoàn, tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho gia đình, cho mỗi người chúng ta vượt chặng đường dài đến với mẹ. Chúng ta tạ ơn Chúa qua lời chính cầu của mẹ đã cho chúng ta được biết bao nhiêu ơn lành. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng với mẹ Maria Magdalene dâng lên Chúa tất cả tâm tình của chúng ta. Xin Chúa qua lời chính cầu của mẹ cho mỗi người chúng ta được bình an. Xin mẹ thương đồng hành với chúng ta trên mọi ngã đường đời. Để xứng đáng cần một niềm thánh, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những tội lỗi, những yếu đuối của phần người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi, trong chương trình cứu chuộc loài người, Chúa đã muốn cho Đức Maria, nữ tỳ của Chúa, trở nên hiền mẫu Chúa Kitô và cộng tác viên của Người.
Xin cho chúng con là những kẻ học đòi gương thánh mà biết hoàn toàn thuận theo ý Chúa và đem hết khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, nguyện hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Rồi tôi thấy những chiếc ngai có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Chúa Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ đã không thờ lại con thú và tượng của nó, và không nhận thiết đấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển thị với Đức Kitô 1000 năm. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng, và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngay sổ sách đã mở sẵn. Rồi một cuốn khác cũng đã mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết đó nó đang giữ, tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân nam. Đó là lời Chúa. Được.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè gần đến. Anh em cũng về, khi thấy những điều đó xảy ra thì biết triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ qua đi chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hồi sáng hôm nay thức dậy khá sớm, con có đọc được một bản tin một nữ văn hào sáng tác một bài thơ để đời, qua đời ở cái tuổi 100. Và ngày hôm qua cầu thủ nổi tiếng Maradona qua đời ở cái tuổi 60. Năm nay con cũng khá cao tuổi, 47, 48. Con không biết mình được sống đến ngày nào, bởi vì tất cả mạng sống của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Và một ngày nào đó, như sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe, bài sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe đã lột tả cho chúng ta về ngày cùng tận. Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương đang trang điểm đón tân lang. Và ở trong cái trời mới đất mới ấy, những người nào sống đúng nghĩa của mình thì sẽ được ghi vào sổ trường sinh, còn người nào không được ghi vào sổ trường sinh thì họ phải chịu xét xử và bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai trong chúng ta cũng một lần chết, và khi chết chúng ta sẽ được xét xử một lần. Và nếu như ai được vào sổ trường sinh thì sẽ được ở với đấng gọi là đấng trường sinh. Còn những người mà gọi là bị quăng vào lửa thì chắc chắn sẽ bị án phạt đời đời. Và để cho được có một chỗ ở trong cuốn sổ trường sinh ấy thì ngày hôm nay và mọi ngày trong cuộc đời chúng ta phải sống như thế nào đó, để chúng ta được xét xử như bài tin mừng Chúa Nhật vừa rồi chúng ta nghe. Tay trái và tay phải của Chúa Giêsu đều tất cả là những con người. Những người ở bên phải là những người đã yêu thương, đã giúp đỡ, đã chia sẻ với người nghèo qua những con người sống gần mình. Còn những người ở bên trái là những người vô cảm. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự vô cảm ấy nó không còn ở lại nơi một người, hai người, ba người, mà rất nhiều người. Người ta vô cảm ngay ở trong chính nhà của mình. Có thể người ta đi làm việc bác ái ở bên ngoài xem chừng rất là hay, chưa đến nơi để làm việc bác ái thì hình đã khoe lên mạng, và dùng những hình ảnh đấy để mà như đánh bóng tên tuổi của mình. Mà như Chúa nói, những người ấy họ đã được hưởng công rồi. Còn những người kia thơ hữu đích thực được mời gọi, tay trái không biết việc tay phải làm, bởi vì cha của các ngươi đứng ngự trên trời sẽ thấu suốt tất cả những việc mà ngươi làm, sẽ trả lại cho các ngươi tất cả những hành vi mà ngươi đã làm. Chúng ta luôn luôn bị giặc con chạy theo thói đời,
thấy chúng ta đánh bóng tên tuổi của mình. Có lẽ trong vị thế là một linh mục, và có lẽ sống trong một cái tâm tình bình dị, nên khá nhiều người đến chia sẻ. Và khi nghe chia sẻ của họ, mình lại cảm thấy chạnh lòng. Có những người xem chừng ở bên ngoài rất đẹp, quần là áo lụa, sức dầu hơn, đánh bóng tên tuổi của mình, rồi tham dự các hội đoàn. Nhưng mà bên dưới cái vẻ đẹp ấy, bên trong cái vẻ đẹp ấy, lại là sự hơn thua, lại là sự vô cảm. Có một lần con nói chuyện với một cô mẹ của một ca sĩ khá nổi tiếng, thì mình nói chuyện chơi thôi, và chính cô ấy nhìn nhận rằng giáo xứ của con hình như chỉ chạy theo cái vẻ bên ngoài. Cha xứ của con tổ chức những cái việc bên ngoài rất hay chứ, nhưng mà hình như bên trong nó có cái gì đó buồn. Bởi vì người ta chỉ thích chạy cái bên ngoài, quần là áo lụa, hội đoàn, nhưng mà bên trong và bên dưới đó nó không có một cái chất nào đó. Và rồi chúng ta, người kia tôi ngủ, chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa tất cả những chuyện mà chúng ta làm khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Không ai xét đoán được chúng ta, và bản thân con cực kỳ ghét xét đoán. Bởi vì đôi khi mình thấy cái hình ảnh đó nhưng mà không phải là như thế. Và có khi mình thấy hình ảnh đó để mình thêm lời cầu nguyện cho nhau. Đôi khi mình vội vàng theo kiểu của người đời, mình xét đoán, mình đánh giá người này người kia, mình kết án người này người kia. Nhưng mà rồi chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng xét sự công bằng. Những ngày cuối năm phục vụ, chúng ta là được mời gọi nghe những bài đọc của những ngày cùng tận. Cuộc đời chúng ta ai ai cũng chết cả. Nãy giờ con đứng trên đây, con nhìn xuống cụ, con thấy bà Phúc Hậu chắc cũng ngoài 70, mình cũng ước gì sống được như bà cụ, mà biết được hay không. Bởi vì cuộc đời của mình nó mong manh lắm, nay còn mai mất. Ngày sinh chúng ta biết, còn ngày tử chúng ta không bao giờ biết. Có khi tối hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta. Đi vào bệnh viện ung bú, chúng ta sẽ thấy có những đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi bị ung thư, và cái chết cận kề. Con mới đi dự một lễ tang của ông chú về, phát hiện ra u não chưa đầy 2 tháng ra đi, để lại biết bao nhiêu nỗi thương niềm nhớ cho vợ và gia đình. Qua tất cả những biến cố đó trong cuộc đời, chúng ta lại nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Không biết chúng ta có được 70 hay không, mặc giỏi chăng là được 80, phần lớn là gian lao khốn khổ. Lạy Chúa xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống để ngõ hầu tâm trí từ khôn ngoan. Đôi khi chỉ chạy theo cái của người đời, chúng ta vung vé, chúng ta chụp dịch, chúng ta giành giật, mà giành giật ngay với người em ruột của mình, người chị ruột của mình nó mới đau. Mà chính con đã chứng kiến những điều đó, và mình lại thêm lời cầu nguyện cho họ để một ngày nào đó họ thức tỉnh, để họ bước đi cái lòng tham sân si. Xin lỗi, khi mình nằm xuống, kể cả cái nút áo người ta cũng cắt lại, ấy vậy mà cứ phải tranh giành làm cái gì. Cái nút áo mà mang theo được cũng ráng chăng. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày cuối cùng của năm phục vụ, khi nghe những bài đọc về ngày cánh chung, ngày cùng tận, chúng ta cân chỉnh cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhìn lại và chúng ta xin ơn. Và đặc biệt ngày hôm nay, dưới chân Đức Mẹ Maria Magdalena, chúng ta lại xin mẹ thêm ơn cho chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết từ bỏ, để chúng ta thanh thoát, để một lúc nào đó chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta ra trước tòa Chúa, lòng chúng ta thanh thản, bởi vì chúng ta sống đúng như điều mà Chúa mời gọi. Cứ dấu này người ta nhận ra ngay là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau. Rượu nhỏ bay miên.
tâm tư ngàn muôn ước mơ cùng năm tháng qua. Rượu nho bánh miên con dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban chưa tràn những hồng ân. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là quan chiêm của Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay cha để cha cùng con vinh danh Chúa và yêu anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Để cha chí thánh xin chấp nhận của lễ chúng con dân để kính nhớ Đức Maria là đấng hiến dân trọn đời mình để phụng sự cha như được tỳ khiêm tốn. Xin nhận lời Đức Mẹ người giúp cầu thay mà ban cho chúng con cũng biết dâng trót cả cuộc đời như của lễ đáng cha thương chấp nhận. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng con hồng lễ. Chúng con đang hướng về Chúa. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Tạ là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng ngự, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng và đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Đức Trinh Nữ Maria hằng làm đẹp lòng Cha trong mọi sự, người luôn chấp nhận chương trình cứu độ của Cha nên đã hoàn toàn tự hiến cho công trình cứu chuộc của con Cha và trung thành phục vụ. Chính vì người đã hết tình phục sự Chúa nghi công nên Cha đã ban cho người được muôn phần vinh hiển. Và vì người đã xưng mình là nữ tỳ hèn mò nên Cha đã tô người làm nữ hoàng bên cạnh Chúa con để tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho chúng con được nhờ. Chính vì thế hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chung tôn rằng: